Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Ai đang chống lại Nguyễn Hòa Bình và Tô Lâm đưa Lưu Bình Nhưỡng trở lại Quốc hội. Lưu Bình Nhưỡng là khắc tinh của nhiều nhân vật cộm cán. Ông Lưu Bình Nhưỡng từ đụng độ nảy lửa với Bộ Công an và Quốc hội. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2018, tại cuộc họp Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng có phát biểu chất vấn gây tranh cãi khi cho rằng vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp, kèm theo những con số không thụ lý tin tố giác tới 94%, chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%. Vào ngày 5 tháng 11, Bộ Công an đã chính thức lên tiếng xoay quanh vấn đề này. Phát biểu này như một cái tát trời giáng vào mặt ông Tô Lâm. Lúc đó Tô Lâm cũng có mặt tại nghị trường với tư cách là đại biểu Quốc hội. Nhưng lời phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng được người dân khen là can đảm và một số người làm trong bộ máy nhà nước họ cũng tin điều đó là đúng. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam có một nguyên tắc là không được nhắc đến những cái xấu của đảng. Cái xấu cá nhân thì có thể phát biểu nhưng cũng phải nhìn trước nhìn sau thì mới dám nói. Nói chung, làm đại biểu Quốc hội tại Việt Nam đa phần là người ta hay chọn cách nói vô thưởng, vô phạt, thậm chí vuốt đuôi lãnh đạo. Vì vậy mà tiếng nói của ông Lưu Bình Nhưỡng là rất hiếm. Ngay lập tức, đại diện cho ngành công an, ông Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc công an tỉnh Nghệ An đứng dậy phản đối gay gắt. Ông Cầu nói rằng, quan điểm của Bộ Công an là không chấp nhận các vi phạm trong hoạt động điều tra và đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm hạn chế các vi phạm. Tuy nhiên, các yếu tố và ý kiến đánh giá cần khách quan, thận trọng, không chỉ nhìn ở khía cạnh tiêu cực mà cần phải đánh giá tổng thể để cử tri và nhân dân cả nước hiểu đúng vấn đề. Đây là hình ảnh vào năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng và Nguyễn Hữu Cầu đấu khẩu nảy lửa giữa nghị trường. Sau đó, ông Tô Lâm cho cơ quan phát ngôn của Bộ Công an đổ thừa cho ông Lưu Bình Nhưỡng là nói xuyên tạc, bịa đặt về đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có cơ quan điều tra, gây dư luận không tốt. Về sau, Bộ Công an cũng không giải trình được những con số mà ông Lưu Bình Nhưỡng đưa ra. Tuy nhiên, chuyện lùm xùm về sai phạm ngành tư pháp và ngành công an cũng được ém êm. Thực sự thì ông Lưu Bình Nhưỡng đã đưa tát vào mặt Bộ Công an và nền tư pháp Việt Nam và chỉ là việc nói lên sự thật cho người dân cả nước biết thôi, chứ thực chất Bộ Công an sẽ không sửa đổi. Vì Bộ Công an là một quyền lực mà Đảng dùng nó để bảo vệ chế độ. Không ngại động chạm đến công thần Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Hòa Bình, tại cuộc họp Quốc hội lại ngày 15 tháng 6 năm 2020, chính đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lại một lần nữa làm dậy sóng nghị trường, lần này là vụ án Hồ Duy Hải. Ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết, ông nhận được nhiều tin nhắn của cử tri, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu nói, chưa bao giờ thấy niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam thấp như lúc này. Tôi đã thức cả đêm để xem từng bản ảnh của vụ án và phát hiện rất nhiều vấn đề sai sót về tố tụng, thấy cần phải lên tiếng. Đây là vụ án gai góc. Chính ông Nguyễn Hòa Bình đã cầm cán cân công lý và bẻ tạo nên phẫn uất trong xã hội. Chính vì vậy, tại nghị trường đã có nhiều đại biểu đứng lên chống lại ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Nguyễn Công Hồng, tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đã nhắc ông Lưu Bình Nhưỡng không nên phản ánh những vì đây là một việc mà đánh giá về nền tư pháp chưa tốt. Ông Nguyễn Công Hồn thì có thừa nhận ngành tư pháp có thể có những khuyết điểm, có những sai sót, nhưng theo đại biểu Hồng, không phải vì thế mà nhìn nhận nền tư pháp tiêu cực như vậy. Ông Nhưỡng cho rằng không có quy định nào cho phép Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao phán quyết về việc kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là đúng hay không đúng theo pháp luật. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng cả về chính trị và pháp lý. Để đảm bảo về công lý, quyền con người, quyền công dân, ông Lưu Bình Nhưỡng kiến nghị ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đó chỉ đạo các cơ quan hữu quan báo cáo Chủ tịch nước về vụ án nêu trên. Đây là hình ảnh vào năm 2020, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng mang vụ án Hồ Duy Hải ra nghị trường. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng đề nghị Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có báo cáo riêng cho vụ việc Hồ Duy Hải tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, tổ chức thực hiện giám sát tối cao của Quốc hội hoặc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các vụ án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử, giám đốc thẩm, tái thẩm gây bức xúc dư luận, trong đó có vụ án Hồ Duy Hải. Đây lại là một cú tát nữa của ông Lưu Bình Nhưỡng
nhắm vào ngành tư pháp Việt Nam mà cụ thể là ông Nguyễn Hòa Bình. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã nói rằng cần khắc phục những khuyết điểm tồn tại đó tốt hơn để đưa nền tư pháp tốt lên. Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận theo hướng như thế. Tất nhiên cũng giống như lần trước. Cuối cùng thì câu chuyện của Hồ Duy Hải cũng không đi đến đâu. Bất công vẫn hoàn bất công và phía chính quyền tỏ ra làm ngơ trước sai trái rõ ràng của ngành tư pháp nói chung và ông Nguyễn Hòa Bình nói riêng. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, chính ông Tô Lâm là người dường như không muốn ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục làm đại biểu Quốc hội. Ngành công an là ngành bắt người, ngành tòa án là ngành xử tội. Cả hai ngành này sai thì tư pháp của Việt Nam xem như nát bét. Tuy sai lớn cần sửa như vậy, nhưng cố tật của chính quyền này là không sửa, mà loại bỏ tiếng nói chính trực. Buổi họp Quốc hội nào cũng được trực tiếp, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ muốn tiếng nói của chính trực như tiếng nói của ông Lưu Bình Nhưỡng xuất hiện trước nghị trường nữa. Và thế là ông Lưu Bình Nhưỡng bị gạt ra rìa. Nếu có Tô Lâm thì không được có mặt Lưu Bình Nhưỡng, và nếu có Nguyễn Hòa Bình thì cũng không được có mặt Lưu Bình Nhưỡng. Chuyện gì đến cũng phải đến, và ngày 18 tháng 3, báo chí nhà nước đồng loạt thông báo ông Lưu Bình Nhưỡng không được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Trao đổi với báo giới, ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông đã quá tuổi theo quy định 7 theo hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương, cán bộ công chức, viên chức được tái cử. Nam sinh từ tháng 8 năm 1963 trở lại đây, ông Nhưỡng sinh tháng 2 năm 1963, nên ông đã quá tuổi để giới thiệu ứng cử. Đây là hình ảnh vào ngày 18 tháng 3, báo chí nhà nước cho biết ông Lưu Bình Nhưỡng không được ứng cử vào chức đại biểu Quốc hội nữa. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng, 77 tuổi vẫn ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Tô Lâm, 64 tuổi vẫn ứng cử đại biểu Quốc hội mà không hề quá tuổi. Và đặc biệt là ông Nguyễn Hòa Bình, 63 tuổi vẫn ứng cử đại biểu Quốc hội cũng không hề quá tuổi. Thực chất, chính quyền đã đưa ra giới hạn tuổi trong Quốc hội chỉ là công cụ hỗ trợ những người có quyền lớn để họ loại bỏ những con người mà họ cho là sẽ gây rắc rối cho họ như ông Lưu Bình Nhưỡng mà thôi. Ở nhà nước này, người ta không lạ gì cho giới hạn tuổi, rồi sau đó tạo ra suất đặc biệt cho những lãnh đạo cấp cao mà tham quyền cố vị tiếp tục muốn ngồi. Cụ thể, đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã ngồi đến nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng Bí Thư, làm trái với cả điều lệ Đảng. Trước đó, tại hội nghị lần thứ 5 Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao danh sách trích ngang hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đáng chú ý, trong danh sách hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 không có tên ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Nên cũng không ứng cử đại biểu Quốc hội là do ý đồ khác, ông ta không muốn mất thời gian cho Quốc hội để dồn sức chiến với thế lực Lê Thanh Hải tại Sài Gòn. Và bây giờ câu hỏi lại đặt ra, ai đã áp lực cho ông Lưu Bình Nhưỡng quay trở lại Quốc hội? Bất ngờ sau khi thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng không được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, thì 5 ngày sau báo chí lại thay đổi 180 độ và đăng rằng kiến nghị Bộ Chính trị cho ông Lưu Bình Nhưỡng tái cử đại biểu Quốc hội. Được biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản đề xuất Ban Tổ chức Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị xem xét trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Bùi Sĩ Lợi tái ứng cử đại biểu Quốc hội. Tại cuộc họp báo trước kỳ họp 11 Quốc hội khóa 14 sáng ngày 23 tháng 3, Phó trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội chuyên trách ngoài tiêu chuẩn chung đại biểu chuyên trách phải đủ các điều kiện khác như kinh nghiệm và công tác. Đặc biệt, tuổi của đại biểu Quốc hội chuyên trách được áp dụng theo luật lao động có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đối với nam được thêm 3 tháng và nữ được thêm 4 tháng. Dẫn chứng hai trường hợp là đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi, Phó trưởng ban công tác đại biểu cho biết, đây là hai trường hợp được ban công tác đại biểu tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội và có văn bản đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương để kiến nghị với Bộ Chính trị xem xét vào trường hợp chuyên gia hay trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên đến nay cũng chưa có kết quả cụ thể. Việc thiếu ông Lưu Bình Nhưỡng có thể nói rằng ứng cử viên khóa mới không huy động được nhiều chuyên gia có kinh nghiệm. Ông Tuấn Anh khẳng định không chú trọng đối tượng nào cụ thể, nếu là con cháu cũng vẫn phải căn cứ theo tiêu chuẩn. Theo ông Tuấn Anh, đại biểu Quốc hội chuyên trách có tiêu chuẩn riêng, vì vậy cơ quan tham mưu cũng đã đề xuất xem xét một số trường hợp chuyên gia đặc biệt,
và một số đại biểu không còn tuổi tái cử nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả cụ thể. Đây là hình ảnh kiến nghị đưa ông Lưu Bình Nhưỡng vào danh sách được ứng cử vào chức đại biểu Quốc hội. Thực ra, việc kiến nghị xem xét trường hợp đặc biệt cho ông Lưu Bình Nhưỡng là do áp lực dư luận từ nhiều ngày qua. Ông Tô Lâm cũng không ưa gì ông Lưu Bình Nhưỡng và cả ông Nguyễn Hòa Bình cũng vậy. Cả hai ông này đều là ủy viên Bộ Chính trị và là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng. Cả hai ông này đều ứng cử vào Quốc hội khóa 15 đều với tư cách như cũ, nghĩa là cũng là đại diện cho khối công an và khối tòa án. Nếu tiếp tục để ông Nhưỡng ở lại làm đại biểu, e rằng hai người này sẽ lại bị ông Lưu Bình Nhưỡng vuốt mặt mà không hề nể mũi. Thực sự cả hai người này có lẽ họ không thích như vậy. Có thể nói do dư luận xã hội, chứ không ai khác đã chống lại ý muốn của ông Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình để đưa ông Lưu Bình Nhưỡng trở lại Quốc hội. Tuy nhiên, đó chỉ mới là đề xuất, còn khả năng thành công thì ai cũng biết là khá thấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021 với bản tin Ai đang chống lại Nguyễn Hòa Bình và Tô Lâm để đưa Lưu Bình Nhưỡng trở lại Quốc hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.